Một trong những yếu tố để có làn da đẹp chính là bạn cần quan tâm đến độ pH khi lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt, bởi độ pH có vai trò rất quan trọng đối với làn da. Không phải loại sữa rửa mặt nào cũng hợp với da bạn, nên bạn cần phải biết để mua đúng loại thì mới hiệu quả được. Liệu sữa rửa mặt rau củ có độ pH bao nhiêu? Cũng là câu hỏi mà nhiều bạn đang thắc mắc lắm luôn. Vì không những để biết nó như thế nào, mà còn biết để xem thử sữa rửa mặt này có tốt và hợp với da mặt của mình không. Trong video này mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn nào đang quan tâm về độ pH của sữa rửa mặt rau củ này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Theo các chuyên gia da liễu thì độ pH của sữa rửa mặt tốt nhất là trong khoảng từ 5.5 đến 6.5. Độ pH này là lý tưởng nhất để sữa rửa mặt có thể phá vỡ lớp màng axit tự nhiên trên da mặt, từ đó loại bỏ được các cặn bã, chất nhờn hay bụi bẩn, và ở độ pH này thì da mặt giữ được độ ẩm tự nhiên, giữ được sự mịn màng cho da. Nếu sữa rửa mặt có độ pH nhỏ hơn 7 thì có thể giữ ẩm cho da rất tốt, nhưng nếu thấp quá thì có thể làm bí lỗ chân lông, và nếu bí chân lông lâu quá thì sẽ gây mụn nhiều. Nếu rửa rửa mặt có độ pH lớn hơn 7 thì khi rửa mặt sẽ có cảm giác da mặt sạch bong luôn, rửa xong thấy thích lắm luôn, nhưng pH cao quá sẽ làm khô da sau đó, da có thể bị ửng đỏ và kích thích sự lão hóa của da, làm xuất hiện nếp nhăn nữa. Còn với sữa rửa mặt rau củ có độ pH là 7, là độ pH an toàn và lành tính cho những làn da khỏe, nhưng đôi khi độ pH này cũng có thể gây khô, căng rít da sau khi sử dụng với những bạn có làn da khô, nên các bạn hãy sử dụng thêm kem dưỡng sau khi rửa mặt nhé. Hiện nay dòng sữa rửa mặt rau củ có 3 loại tương ứng với các thành phần phù hợp với da khác nhau, như với sữa rửa mặt rau củ màu xanh có thành phần của dòng này là các chất xuất từ tảo xoắn, mầm lúa mì, chanh vàng, trà xanh, bơ và bắp cải xanh, giúp dưỡng ẩm và làm dịu da, thích hợp sử dụng cho các nàng có làn da nhạy cảm nhé. Loại thứ hai là dòng sữa rửa mặt rau củ màu tím với bảng thành phần công thức của dòng này là các chất xuất từ nho, aronia, củ dền và su hào. Khác với dòng màu xanh chứa chủ yếu các chất nghiêng về chống viêm và nuôi dưỡng da, dòng màu tím này đã bổ sung thêm rất nhiều thành phần chiết xuất tự nhiên giúp làm chậm và giảm các dấu hiệu lão hóa. Những bạn có làn da thiếu sức sống hay bề mặt sần sùi nên cân nhắc về em này nhé. Khác với hai loại trên của sữa rửa mặt rau củ phía trên, loại màu đỏ có bảng thành phần tiếp tục được mở rộng ra nhiều dưỡng chất khác nhau. Nếu hai dòng sản phẩm trên chủ yếu tập trung vào chống viêm, nuôi dưỡng da và chống lão hóa, thì dòng màu đỏ này thêm các chất hỗ trợ điều trị mụn và vết thâm do mụn. Nếu sử dụng hai dòng trên mà hiệu quả làm mờ vết thâm chưa hiệu quả, thì em này chắc chắn sẽ phù hợp với bạn. Với những thành phần tự nhiên có lợi cho làn da được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, dưới sự giám sát kỹ lưỡng của những chuyên gia hàng đầu, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm tuyệt đối an toàn và có thể sử dụng cho mọi loại da kể cả da nhạy cảm và dễ kích ứng. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.